Lộc Phụ Hồ hé lộ góc khuất cuộc đời, làm rõ tin đồn livestream kiếm 500 triệu một tháng. Mới đây, YouTuber Lộc Phụ Hồ trở thành hiện tượng mạng nổi đình nổi đám, xô đổ nhiều kỷ lục livestream nhờ việc dạy làm phụ hồ cho netizen. Những chia sẻ đời thường mộc mạc của nam YouTuber này nhận được sự quan tâm và nhiều lời khen từ dân mạng. Đi kèm với thành công này, nhiều người đâm ra tò mò hơn về thu nhập Lộc Phụ Hồ kiếm được. Bởi ngoài nghề phụ hồ làm nên tên tuổi, thì hiện tượng mạng này còn sở hữu kênh YouTube với quy mô chẳng hề nhỏ khi sở hữu tới 1,22 triệu lượt đăng ký. Bên cạnh đó, anh cũng nhận phải nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Mới đây, Lộc Phụ Hồ đăng tải đoạn clip trả lời nhiều ý kiến thắc mắc của khán giả và tâm sự về quá khứ khó khăn của mình. Anh cho biết mình dạy phụ hồ về đam mê tâm huyết chứ không phải vì nhiều người xem. Lộc Phụ Hồ giải thích, tôi dạy với đam mê tâm huyết của mình chứ không phải livestream để được nhiều người xem. Hôm trước thi, mọi người gửi bài cho tôi phải xem kỹ mọi người làm đúng không thì mới gửi bằng phụ hồ cho mọi người. Đồng thời, Lộc Phụ Hồ cũng khẳng định anh không kiếm được thu nhập hàng trăm triệu một tháng như nhiều lời đồn đại. Lộc nói, có nhiều người nói thôi livestream kiếm 400-500 triệu một tháng. Nếu mà thật vậy thì giờ tôi đã mua xe hơi đi rồi chứ đi xe máy làm gì. 100 triệu cũng không có nha mọi người. Kênh tôi bị vi phạm chính sách, không kiếm được tiền. Nên mọi người đừng nói thế, ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Tâm sự về quá khứ khó khăn, Lộc Phụ Hồ kể, mẹ anh là vợ thứ hai của ba. Từ nhỏ anh ở với mẹ. Cuộc sống nghèo khó khiến anh phải nghỉ học từ năm lớp 6, đi làm thêm đủ nghề để kiếm sống. Khi mẹ mất, Lộc Phụ Hồ vẫn vất vả trả nợ và lo cho em gái. Tôi nghỉ học từ lớp 6, chuyển qua làm bóp đến lớp 8. Tôi làm 3 năm rồi đi làm thêm hái cà phê và nhiều việc khác. Sau này má tôi dẫn đi phụ hồ. Hồi đó má tôi còn sống, tôi đi phụ hồ 3 năm. Lúc má tôi đổ bệnh, cậu tôi dẫn má tôi đi Sài Gòn. Biết bị bệnh u gan quá nặng nên má tôi rất buồn và khóc nhiều. Mấy tháng sau má tôi mất để lại cho tôi chiếc quay nhưng vẫn nợ 6 triệu. Hiện tại tôi đã trả hết số tiền đó rồi. Nợ nần khổ lắm mọi người nhưng cũng ráng sống qua ngày. Có khi không có tiền ăn sáng luôn. Có buổi sáng tôi còn 10.000, có bữa không có gạo, phải qua nhà dì mượn gạo ăn. Sau khi má mất, em gái tôi học thêm 1 năm lớp 9 nữa rồi nghỉ, xuống chỗ ba, làm thêm chỗ chị họ. Em tôi làm thêm khoảng 1 năm rồi nghỉ đi bán bánh xèo. Làm được khoảng 1-2 tháng thì đi bán cà phê, bây giờ đi làm ở công ty. Sau này, Lộc Phụ Hồ may mắn nổi tiếng trên Audition. Anh từng thắng một cuộc thi Audition với tiền thưởng 2 triệu và mua được vé máy bay vào Sài Gòn để biểu diễn. Thời gian sau, anh chuyển sang comment dạo trên Facebook và được nhiều người yêu thích. Nhận được lời động viên, Lộc Phụ Hồ chuyển qua làm YouTube. Từ đó anh bắt đầu kiếm được tiền để sửa nhà, sửa mộ cho mẹ. Chia sẻ về ba, nam YouTuber kể, hồi đám cưới anh, ba không có mặt nhưng anh không giận. Lộc Phụ Hồ nói, đợt đám cưới vừa rồi tôi cũng không qua nhờ ba tôi bận nên không đi được. Ba tôi bây giờ cũng già rồi, không đi được thì tôi nhờ người khác. Mọi người đừng trách ba tôi vì dù sao ba tôi vẫn là ba. Theo Social Blade, một trang web theo dõi, thống kê và phân tích các trang mạng xã hội khá uy tín, kênh của Lộc Phụ Hồ hiện đang đứng thứ 435 về độ nổi tiếng tại Việt Nam. Với quy mô, lượt subscribe cũng như lượt view thu về, nếu bật nút kiếm tiền thì doanh thu mỗi tháng của Lộc Phụ Hồ sẽ là 2.100 đô đến 34.300 đô, khoảng 48 triệu đến 780 triệu đồng Việt Nam. Còn doanh thu mỗi năm sẽ dao động trong khoảng 25.800 đô đến 412.000 đô, khoảng 590 triệu đến 9,4 tỷ đồng Việt Nam. Trước đó, Lộc Phụ Hồ từng nhiều lần lên tiếng khẳng định mình không giàu như nhiều người nghĩ. Theo đó, thu nhập từ nghề phụ hồ của Lộc Phụ Hồ là khoảng 15 triệu một tháng. Thu nhập đó là chưa trừ chi phí xăng xe, ăn sáng, nên thực tế sẽ không giữ nguyên số tiền 15 triệu như mọi người nghĩ. Còn về phần thu nhập từ YouTube, Lộc Phụ Hồ khẳng định đây là nguồn thu nhập chính hiện tại của mình. Thế nhưng con số trung bình chỉ rơi vào vài chục triệu một tháng, trong đó tháng cao nhất là 200 triệu, chứ không lên đến những con số như trên trời mà dân mạng đồn thổi. Kênh của Lộc có hơn 1 triệu thành viên, mọi người cứ nghĩ kiếm tiền dễ, nhưng không, thực sự phải đầu tư rất nhiều, chi phí đi lại, mua thiết bị. Nếu thật sự kiếm tiền dễ thì ai cũng làm YouTube hết rồi mọi người. Nhiều khi có kênh nhỏ ít lượt theo dõi hơn Lộc, nhưng họ kiếm tiền hơn Lộc, anh từng chia sẻ. Bên cạnh đó, gần như mọi thu nhập kiếm được, Lộc Phụ Hồ đều sẽ giao nộp cho vợ. Lộc Phụ Hồ cho biết cả hai vợ chồng phải tích góp dần bởi thời gian tới, gia đình nhỏ của họ sẽ đón chào một tiểu công chúa. Hành động này của thầy Lộc đã nhận được tới tấp lời khen. Nhiều người thậm chí còn tát hẳn chồng mình vào và yêu cầu lấy thầy Lộc làm gương. Hai vợ chồng Lộc Phụ Hồ cũng vừa xây xong nhà mới, chuẩn bị đón công chúa đầu lòng. Căn nhà tuy nhỏ nhưng khá đầy đủ tiện nghi.